May quá ông chú ở nhà đây rồi. Có việc gì đấy? Cháu muốn up video lên TikTok mà bố cháu mới đổi mật khẩu wifi rồi. Chú có biết mật khẩu wifi mới nhà cháu không? Wifi nhà mày sao mày lại sang hỏi tao? Thì hôm trước cháu nghe bố cháu nói cứ lần nào đổi mật khẩu wifi mới thằng hàng xóm nó cũng dò được. Cái thằng này nói vậy là bố láo đấy nhá. Thì đúng rồi, bố cháu láo chứ cháu có láo đâu. Thôi, tao sợ mày lắm rồi đấy. Thế tóm lại chú có biết mật khẩu wifi của cháu không ạ? Ừ thì mọi lần tao cũng ngồi mò ra được, nhưng mà chắc lần này bố mày mới đổi nên tao chưa thử. Thôi được rồi, mày ngồi đây, tao mày cùng mò xem nào. Vậy chú dò giúp cháu nhé. Chú định dò đến bao giờ đấy? Ừ thì tao cũng thử tất cả các phương án rồi nhưng mà không được. Kể cả ngày kinh, à quên, ngày sinh của mẹ mày tao cũng thử rồi. Sao chú lại biết ngày sinh của mẹ cháu? À ừ thì đây cũng là một câu chuyện nó hơi dài một chút. Thôi để hôm sau tao nói nhá. Mày đưa điện thoại tao. Vào được rồi đây. Sao chú tìm giỏi vậy? Thì hôm trước mày chả cho tao nhẫm phải cứt cần gì. Tao chả phải gọi ngay thằng Nghĩa Viettel đến lắp cho tao cái mạng chứ. Thế mà chú không nói sớm. Làm nãy giờ hai thằng như hai thằng ngu ấy.